đây là mình đứng không? Đấy, hôm nay Gu sẽ đọc chuyện cùng xa nhà nào và anh hai cũng cùng đọc với Gu nha. Yeah. Rồi, đọc chuyện thôi nào. Cùng xa nhà nào? Cùng xây nhà nào. À, hôm nay em sẽ đọc truyện cùng xây nhà nào cho Gu nha. Cùng xây nhà nào đây. Mãi đất trống. Đến cạnh cổ trụ. Nhà nào? Ấm nước nè, ấm nước nè. Rồi mình sẽ đọc truyện thôi. Cũng xây nhà nào? Đây. Đây là mảnh đất trống nằm cạnh thửa ruộng. Ở chỗ này sắp tới sẽ có một căn nhà được xây lên. Chỗ này sẽ là cửa ra vào nha. Mái nhà lợp màu gì nhỉ? Màu. Mọi người. Màu đỏ. À, màu đỏ hả? À. Mọi dạ. Người vừa nhìn bản vẽ vừa thảo luận. Tiếp tục ha. Ui, công trình đã bắt đầu khởi công. Máy xúc và xe ben đang tới. Máy đóng cọc đang làm việc ở giữa khu đất. Các chú thợ xây đào đất rồi đổ bê tông vào cho đất thật cứng lại. Sau đó các chú đãi đã sỏi lên và sáng bằng ra. Máy gì đây? Tiếp theo là xe trộn bê tông và xe bơm bê tông tới. Các chú thợ xây đang đổ bê tông vào trong khung làm thành móng nhà. Ở Nhật thôi. Xe tải đang chở tới rất nhiều gỗ. Đây là gỗ dùng để làm cột nhà. Các chú thợ từ từ dỡ gỗ xuống bằng cần cẩu. Wow, đang chở gỗ xuống cần cẩu này. Con thấy gỗ nó nặng chưa? Nhà thật là không có đất dài, không dài bằng cách. Sắt rất là chắc. Các chú thợ dựng dàn giáo bằng thanh sắt rồi bắt đầu công việc. Những chỗ cao quá thì để cho cần cẩu làm nhé. Cần cẩu kéo gỗ lên nào. 1, 2, 3. Yeah, giỏi chưa? Bên Nhật là họ làm nhà là bằng gỗ, để chống động đất. Cọc 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 cọc. Tiếng búa gỗ, búa đinh, in in. Tiếng máy cưa, máy bào. Sau khi xong công nhà, các bác thợ mà ở nhà là có sắt. Là có không có cái dàn giáo để đi lên đó con. Các khung cửa sổ cũng đã được gắn vào. Căn nhà đã bắt đầu thành hình rồi đấy. Rồi nó đưa lên thì đó. Không là cái gì? Thành hình là thành ra hình ngôi nhà rồi đó. Các chú thợ hồ sẽ sơn bức tường bên ngoài và lót sàn gỗ bên trong căn nhà. Ống dẫn nước, ống dẫn ga, dây điện cũng được luồn bên dưới căn nhà. À, đúng rồi. Còn phải lắp bồn tắm nữa. Bồn tắm đâu ta chỉ mày coi. Bồn tắm đâu? Đúng rồi. Bồn tắm đó. Cái nó là cái trộn bê tông. Còn cái bồn tắm đây này coi. Xe bê tông toilet. Xe tải đi gom rác công trình. Bức tường bên phải đã hoàn thành. Cửa nên các chú thợ xây và đang dỡ dàn giáo xuống. Cửa hàng chiếu tatami đang chở chiếu đến kia. Cửa hàng chiếu tatami ở đây nè. Cửa hàng chiếu nó tên là tatami. Giống như trường con tên là chi? Trường công viên. Đúng rồi. Các chú thợ điện đang kéo dây điện bằng chiếc xe cần cẩu sửa chữa điện. Các chú còn gắn cả đèn phòng và máy lạnh. Bồn rửa chén. Bồn rửa chén đâu con? Và nhà vệ sinh cũng đã được mang tới. Bồn rửa chén. Đúng rồi. Trời bắt đầu đổ mưa rồi. Phải nhanh lên thôi. Mưa nè. Nói trời mưa không? Mưa ghê thầy. À, tiếp theo là gì ta? À, các bác trồng cây cảnh đang trồng cây trong vườn bằng những chiếc xe xúc nhỏ. Ở khu đổ xe, xe trộn bê tông đã tới và rải bê tông xuống. Ôi, anten tivi cũng được gắn vào rồi kìa. À, trồng cây đẹp chưa? Gắn anten tivi vào nè. Tivi nè. Cổng nào, cổng và tường rào cũng đã làm xong. Cửa sổ cũng đã gắn rèm. Thế là xong rồi. Bây giờ đã có một căn nhà để ở bất cứ lúc nào rồi. Đâu kìa, à, cái đó là xe bồn tưới nước à. Điều đó là tàu ở trên cạn mà con trên đất liền mà sao có tàu được. Bíp bíp bíp, một chiếc xe tải lớn đang đi thụt lùi vào. Wow, xe tải vận chuyển nhà tới đúng không? Dạ. À, xe tải chuyển nhà tới rồi.
thôi mọi người đi ra đem đồ vào nào. Là tên gì? Nên là chuyển nhà, công ty chuyển nhà Kariki. Kariki. Để tiếng Nhật không? Các bác chuyển nhà lần lượt dỡ đồ đạc xuống và mang vào nhà. Căn nhà trống trước đó chẳng mấy chốc đã ngổn ngang đồ. Mẹ mở lên là hắn che cái bánh. Che cái bánh xuống, dỡ cái nắp xuống đó. Ôi đêm đầu tiên trong căn nhà cả. Ánh sáng lung linh trong căn nhà mới. Âm thanh gia đình quay quần rộn rã. Ôi vọng ra bên ngoài. Ăn cơm nè. Buổi sáng rồi mình đi ngủ thôi. Bye bye. Bye bye nha. Ba đi con. Buông nó đi. Chơi con. Bye bye. Hẹn gặp lại. Good night. See you later. Sleepy. Good night.